Vòng tay phong thủy Gia Khiêm xin chào các bác. Thì hôm nay em đã đi sưu tầm mới từ Nha Trang Khánh Hòa về. Đang đi sưu tầm được một số gỗ mun sừng các bác nhé. Và đây các bác nhìn gỗ mun sừng của nó này. Thấy không? Đây là chất gỗ mun sừng. Nếu mà ai đã chưa biết gỗ mun sừng thì đây là cái video để cho các bác biết được gỗ mun sừng nó như thế nào. Nếu mà xẻ ra thì cái màu của nó xanh màu rêu rêu, khá là giống phân ngựa đấy các bác nhé. Và cái gỗ này đặc biệt là rất nặng. Đây là những cái hàng rễ này. Đấy. Đấy, rất nặng nhá. Đây là những cái hàng rễ. Hàng rễ của cái gỗ mun sừng nhá. Đấy. Và cái màu của nó thì một cái màu đen bên ngoài. Đấy, các bác nhìn này, rất đen. Đặc biệt đây toàn những hàng rễ. Gỗ cực già luôn. Đấy. Đây nhá, em mới đóng được một số ít thôi. Khoảng cỡ đâu đó gần tạ. Gần một tạ đấy, thì mới đi lên trên Khánh Hòa đi mót về, mót từ các hộ dân. Thế thực chất gỗ này nó không còn nhiều nữa, và em đã sưu tầm được một hai cục đột biến. Các bác nhìn thấy nó đột biến chưa? Đấy, đột biến các bác nhá. Thì bác nào mà kết mun sừng hoặc kết cái loại đột biến như thế này này đấy, thì cứ liên hệ ngay với em qua số điện thoại trên màn hình nhá. Và em sẽ sản xuất ra cái loại gỗ mun sừng này khá là nhiều trong thời gian tới. Mọi người hãy đón chờ những video tiếp theo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.